Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream của Viện Thẩm mỹ Công nghệ cao Dimex. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm công nghệ trẻ hóa săn chắc da số 1 Canada Venus Legacy lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng và duy nhất tại Viện Thẩm mỹ Công nghệ cao Dimex. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến đến để trò chuyện với khách hàng xem hiệu quả của công nghệ này như thế nào nhé. Dạ em chào chị Chi ạ, xin chào bạn Lam. Không biết là bạn Lam đang điều trị đến phần nào cho khách hàng rồi nhỉ? Em đang dùng đầu điều trị cho da mặt để làm tăng trẻ hóa da và săn chắc da cho chị khách ạ. Mình có thấy là ở gương mặt, nửa gương mặt bên này thì đang có một sự hồng nhẹ đúng không ạ? Không biết là khoảng bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ điều trị xong nửa gương mặt bên phải ạ? Dạ sắp xong rồi ạ, khoảng 3 phút nữa là xong rồi chị. Dạ vâng, chị Chi ơi thì không biết là lý do vì sao mà mình lại quyết định trẻ hóa săn chắc da thế ạ? Là con gái, phụ nữ thì ai cũng muốn có một làn da săn chắc khỏe mạnh. Mình thì cũng thế thôi, mà mình rất là sợ đau nên là mình không dám phẫu thuật thẩm mỹ. Thì tình cờ mình thấy quảng cáo của thẩm mỹ viện Dimex là có dịch vụ này nên là mình đến thử xem như nào, hiệu quả ra sao. Dạ vâng, thế thì hôm nay khi mà mình trực tiếp đến đây trải nghiệm thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Mình thấy cũng bình thường thôi, hơi ấm ấm nóng nóng thôi chứ cũng... Có đau không ạ chị? Không đau, không hề đau rát đúng không ạ? Vâng. Nếu mà biết là nhẹ như này thì cũng đi làm lâu rồi đấy. Dạ vâng. Và cái đầu điều trị này thì nó chỉ tác động ở nhiệt độ khoảng 41 đến 42 độ C. Đó là cái nhiệt độ lý tưởng để có thể làm săn chắc da và khiến cho chúng ta cũng cảm thấy là thoải mái, không hề nóng rát chị nhé. Và đây là cũng là cái công nghệ mà không phẫu thuật, không xâm lấn, hoàn toàn an toàn. Cho nên là chị cũng không cần phải kiêng khem gì cả. Ngay sau khi mà kết thúc liệu trình thì chị có thể là trang điểm và dự tiệc ngay được, không cần phải ăn kiêng hay là nghỉ dưỡng gì cả chị nhé. Và mọi người có thể thấy là đây là cái thiết bị công nghệ Venus Legacy. Đây là thiết bị đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Nó có tác dụng là sử dụng sóng RF kết hợp với xung từ trường để tác động sâu dưới bề mặt da với cái nhiệt độ lý tưởng khoảng từ 41 đến 42 độ C để làm săn chắc, kích thích tăng sinh collagen giúp cho da được săn chắc và trẻ hóa. Một buổi điều trị với Venus Legacy trung bình chỉ mất khoảng tầm nửa tiếng cho đến một tiếng. Và bây giờ đã là kết thúc thời gian trị liệu ở nửa gương mặt bên phải rồi thì em xin mời chị Chi ngồi dậy để theo dõi kết quả nhé. Em mời chị soi gương ạ. Chị Chi có cảm thấy, nhận thấy là sự khác biệt giữa hai bên mặt của mình không ạ? Mình thấy một bên vừa làm này thì da cảm giác như là nâng cơ này, da thấy mềm hơn. Mình sờ vào da mình có cảm thấy có cái độ căng không chị? Có chứ. Vâng, như em thấy thì là cái nửa gương mặt bên vùng điều trị của chị này thì nhìn đường viên hàm nó thon gọn, nó rõ nét hơn là so với bên này. Đó, mọi người có thể thấy. Đó, kể cả khi là chúng ta nhìn xa ra một chút thì tổng thể gương mặt của chị Chi khi mà nhìn thẳng thì nửa gương mặt bên phải này vẫn thon gọn và cảm giác là nó được nâng cơ, nó được đẩy lên và sờ vào da thì cảm thấy là săn chắc và có cái độ đàn hồi rõ rệt hơn là so với vùng bên chưa điều trị. Đó, thì cái công nghệ này nó sẽ ngay lập tức cho ra kết quả và chúng ta có thể nhìn thấy rõ ngay và nó sẽ tiếp tục tăng sinh collagen mạnh nhất và duy trì sau khoảng 3 đến 6 tháng nữa chị nhé. Chị có cảm thấy hài lòng không ạ? Mình rất là hài lòng. Vâng, và một buổi điều trị trẻ hóa săn chắc da mặt thì trung bình là sẽ khoảng tầm 30 phút trở lên. Thì nó rất là phù hợp với những người có quỹ thời gian bận rộn. Chúng ta chỉ cần tranh thủ một buổi trưa hoặc là... chút thời gian thôi là có da mặt đẹp rồi. Đúng rồi, chúng ta chỉ cần bớt chút thời gian thôi, thậm chí là một buổi trưa qua Dimex. Chúng ta nằm nghỉ và ngủ luôn. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể ngủ được luôn như chị Chi cảm nhận. Và thức dậy là chúng ta đã cảm nhận rõ cái gương mặt của mình nó được thon gọn và trẻ hóa hơn rồi đúng không ạ? Và thì bây giờ xin phép là không làm phiền chị Chi nữa để điều trị nốt nửa gương mặt còn lại thì em xin được tạm dừng livestream tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ.